Aha! Welcome to the Shark Tank! Strictly business, nothing personal. Quay quá rồi. Kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạ? Thì hãy ghé thử shopbunny.vn đi chứ hả? Mà nè, ạc vừa rẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con. Điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại kênh YouTube bé ổ lộn YouTube Funny Gaming TV của mình nha. Ở thì ngày hôm nay mình lại túc cà tiệp chơi một cái gì tướng mà nó nằm trong danh sách tướng của tựa game Liên Quân Mobile. Thì vẫn như mọi khi thôi, mình cầm chừng tờ rị để làm gì? Để đi trộm chó nha các bạn. Nhưng mà trước khi mà bước vào nhà người ta thì phải thốt là một câu quen thuộc nha. Có chó ông ba đây. Cái bồ của ai? Cái bồ của bố. Ok, đi về. Trời cử ghê trời. Ôi ơi. Cái giọng cừ đậu tranh trời đánh thánh đâm thiệt ha bà con á. Trời wow. Anh tính hả? Hé hé. Tôi cự vậy thôi là nó biết thằng thiệt hay thằng giả à các bạn. Đó. Thấy không? Qua chơi có một cái thôi đậu xanh, nó nhìn cái cách chơi thôi là nó biết số nhà liền ha bà con á. Cái đâu mắc cự bạn. Đừng cừ quê mình vậy nha. Tại đó giờ chơi game chơi có vậy thôi đó. Tìm biết sao không? Vô không có gì để chơi các bạn. Chỉ có là có cái niềm vui là đi trộm chó người ta thôi. Vô cẩu bùa người ta thôi. Bùa cũng như là cái kiểu giống như là của ông cố nội để lại cho nó vậy đó bà con. Nó vô nó bào thì thôi nhé luôn. Đó, mình đi cướp của người giàu, mình đem về mình chia cho người nhà. Người nhà là ai? Có mẹ chơi ra nè bà con. Đó, khơi khơi cái tự nhiên mít cũng có bùi xanh nó xài chơi bà con thấy không. Đầu game mà tự nhiên hai cái bùi xanh kiểu này. Thứ gì chịu nổi mọi người. Thứ gì chịu nổi. Bây giờ mình farm cho con quái này xong, bà con biết mình mần cái gì không? Mình sẽ đi găng. Ui dời ơi, thằng khứa này căng dữ vậy ta. Trời ơi trời, mày tánh nóng hả mày? Mày tánh nóng với ai? Quất mày luôn, chơi mày luôn, xuống chơi mày luôn, lụm mày luôn, lụm không được luôn. Thôi vậy cũng được rồi các bạn. Hình như là tôi thấy nó có cái biểu hiện là nó nhái đèn tôi đi vãi, hay là nó ấn lộn vô cái hồi máu ta. À, thì ra là hồi máu mà ấn lộn đó. Ấn lộn đó mọi người, chứ không phải là biến gì. Cặc hì ở đâu không có đâu các bạn. Mình hiểu mà, trời ơi, mấy này mình chơi hoài các bạn. Mình đi về anh tao cái gấu chó ơi, thiệt luôn á. Các bạn ban lên hỏi chết thiệt các bà con, nó hết máu rồi mà tôi sợ nó ban lên. Nó ban lên đây nó mất công nó lăn nó chết, nó sình bụng, nó ổ lộn nó giảnh bụng đó. Mất công nhìn mà tôi chơi game không được các bà con. Mất cái bụng nó nhìn bự lắm mọi người, nhìn chả bá lửa luôn mà. Nói chung chuyện cái chuyện của người ta mình đừng quan tâm tới ha. Mình lo cái bụng của mình đi, ổ lộn mình lo cái chuyện của mình đi nè. Bây giờ mình mần cái gì tiếp theo? Thì cái trận đấu này nó mới âu sồ cơ nè bà con cô bác ơi. Các bạn hãy nhìn đi, các bạn hãy nhìn đi. Các bạn thấy cái bùa xanh của ông ba gai không? Rồi nó ăn luôn rồi mấy cha, khỏi nhìn luôn. Nó ăn rồi, tôi tưởng nó chưa ăn, tôi định vô lại hỏi nhà có cuốn không anh ơi. Là tôi vô tôi quẩm cho tôi lụm cái bùa xanh nó liền bà con. Lụm liền, mình ăn rồi. Cho nên là bây giờ mình đã biết được điều này là nó đang ăn bùa xanh rồi đúng không? Vậy thì chắc chắn với bà con cái bùa xanh nó không còn nữa đâu. Nó sẽ chạy lên khu vực bùa đỏ của nó farm đó. Rồi sau đó nó răng trên khu vực phía của ông xù với lại ngài Hi Banda Bell đó bà con. Mấy đứa đồng bọn chân chính mà. Sao mình ngó lơ để cho nó đồng địch, nó đạp đồng bọn mình được các bạn. Cho nên mình farm xong cái khu vực này, mình sẽ đi kiếm chỗ mình găng. Một là găng ở khu vực len con rồng. Hai là khu vực len bánh mì kẹp thịt. Rồi nhập viện hết rồi. Trời ơi. Có bốn thằng chứ mấy. Mày quánh tụi tao cho đẻ rồi bây giờ mày cắm đầu mày chạy hả? Là đâu có được, đâu có được. Sao mà chạy được? Sao mà chạy được? Hết xịt của lòng hết trọt các bạn. Hết trọt bà con. Ái chà chà ủ là lá. Búp. Đi đâu vậy anh Tư? Trời ơi.
nó định biến về tới đàn các bạn. Dịch tới đàn nè. Dịch tới đàn luôn. Một phát một thôi các bạn. Trời ơi, người đồng địch chân chính Best of the 5 ở đây chứ đâu. Tôi thấy nó biến về khổ quá biết không. Tôi bây giờ đẩy một phát một cho nó về lẹ các bạn. Cái biến về nó còn hồi máu lâu dữ lắm. Trời ơi, thấy vậy xót phải không. Răng đồng nè anh Xu. Anh Xu ơi. Răng đồng. Trời ơi, anh gác nó bắn xong con quái nữa anh mới ra ha các bạn ha. Lẹ đi anh, để không hở ra lụm đậu tránh quánh hai thằng má nhìn không ra đó. Đi về lẹ bà con. Thôi bỏ ra, thôi. Trời ơi, anh quá các bạn. Không có nội xù mà nãy có thêm nào đó nữa ha. Nó văng vô tường nó dội lại bị mấy con kia bu vô quánh chắc bắt cừ đó mà các bạn ha. Chuyện của người ta thôi con ha, đừng lo chuyện bao đồng phải không. Mình ăn cơm no mình đừng lo chuyện bao đồng, mình lo cái thân mình chưa xong nè bà con. Cái đó ngồi cừ quê người ta, có nhiều lần mà tôi cũng bay qua tường mà tôi bay không được đó bà con, kiểu như tường dày quá đúng không. Cửa này tánh nóng dữ người ta. Ừ ơi trời, mình định hút cái gì vậy, mình định hút máu hả trời. Rồi sao hút được ta. Tại các bạn biết sao, Maxi đi nè, ủa lộn Max. Max là cái chiêu của nó là sẽ bị làm cho bị giảm hồi và hút máu á các bạn. Cái chiêu của nó là như vậy á, kiểu giống như cái sách giáo khoa rồi cái sách chi hồn mà mấy mít nó hay lên á. Rồi cái đau chi hồn đâu đó nó na vậy đó mà đậu tránh đứng nó bật chiêu hai hay gì mà đứng nó tán như đúng rồi vậy ta. Không hút máu được đâu, thằng Max nó chiêu nó là như vậy mà. Cho nên là các bạn mà chơi những cái chất tướng như làng Lữ Văn Cha nè, con mẹ Rum nè, hay là bấy nà, hay là con súc vật biển giống nãy đó, mà các bạn mà tán hút máu rồi nọ là không hút được đâu nha. Tại cái chiêu của con mát nó là như vậy. Có khi nào gấu nó biết cái kênh của mình không ta? Nếu mà nó biết là nó coi clip của mình nhiều lắm á nha. Á đồ nà ní. Hồi nãy giờ chơi game quên giới thiệu bà con đây là cái skin gì luôn á. Các bạn có biết đây là cái skin dùng, một cái skin mới mà anh Gà và chị Gán mới gì cho ra mắt á. Tại vì các bạn biết sao không, thấy con gấu Bandabell này nè, nó có cái skin là gấu nhồi bơm rồi các bạn. Đó cho nên là bây giờ á, anh Gà và chị Gán quyết định ra luôn cái skin là thỏ nhồi bơm. Thỏ nhồi bông cho cái vị tướng cà xì lúp rách này luôn các bạn. À, mình đúp đây phải không. Tiểu Lý Phi Đeo sao bằng tính báo phóng sản bà con á. Hay giang hồ người ta còn có câu tiểu lý phi đeo sao bằng ma tàu phi dèo. Hôm bữa tôi nghe là không có nội nào nói trên livestream vậy á bà con. Nhưng mà hình như là tem của mình có một thằng đang chơi bị má găng rồi đó các bạn ơi. Hình như là thiệt rồi đó. Con chê ra là nó bị AFK rồi đó mọi người. Không sao, mình lo được các bạn. Tầm này là mày đi vô người ta một cái luôn đi. Trời ơi, dẫn đi theo đâu tranh bắt đầu luôn cái mua đỏ luôn bao lửa mua đỏ luôn mọi người ơi. Ơi rẫy về nha. Rồi mà có mùa chanh á, vũ đi theo chắc luôn lụm luôn mùa chanh luôn các bà con. Ơi trời, áp ca rồi mà còn xéo sắc được các bạn. Không biết bao giờ con Vera nó vô đây. Rồi bây giờ tem 4-5 sao chơi trời thiệt luôn á, khó chơi dữ lắm á các bạn. Nhưng mà không sao, hồi nãy các bạn đã nghe mình nói rồi đúng không. Hồi nãy mình nói với các bạn là cái gì, mình lo được. Tại vì sao, các bạn thấy nãy giờ các bạn thấy cách chơi của mình không, mình không ngán bố con thằng nào hết. Nhưng mà nếu mà các bạn chịu khó để ý kỹ nha, là các bạn thấy là bên đồng địch á, thằng gung lẹo lử mọi người, gung mọi người, thì bà con để ý kỹ mà con thấy đó, bên đồng địch cũng có thằng nào ngán mình không. Không, không bố con nào ngán mình hết các bạn. Cho nên là mình lo được, lo được nhiêu lo. Lo không được thì nghỉ các bạn. Đó thì xong trận thôi. Chứ gì căng á. Đây, điển hình như ba này. Tính là quốc ra. Ba chơi không lại là cắm đầu chơi đi nè. Chẳng phải là dục các bạn. Nó còn dục có cái chữ dục nữa. Đúng không? Sao? Miễn là giữ được an toàn cái tánh mạng là nó khoe èn đẻ rồi ha bà con ha. Rồi bây giờ là chúng ta cứ chơi cái môn võ là đụng là chạy đi các bạn. 36 kế. Giọt là thượng sách nha bà con. Từ khi nào mà nó ít người á, mình ban cho mình đập nó, còn nó đông đông là bỏ. Tại vì mình chỉ có 4-5 thôi, cho nên là đừng có hổ báo cáo trồn quá, nó không tốt cho sức khỏe ha các bạn ha. À với lại bà con ơi, bà con đã biết tin quần đùi gì chưa? Trời ơi, tin này nó giật gân, nó nhức nách lắm á, bà con nghe kỹ ngang, cậu thấy ghê lắm mọi người. Tôi đọc xong mà tôi nói thiệt bà con, tôi bủng rủn tay chân luôn á, tôi nói thiệt bà con luôn, thấy ghê lắm. Trời bà con ơi,
không có nhiều chuyện bà con đâu, mà tôi kể cho bà con nghe nghe. Có một thằng tên là cái gì Bành Thị Tổn Tẻn Tẹt Lon Phinh Đi Gaming TV NTT Tẹt Tẹt, cái thằng mà tao nói nó bận cái áo hồng nam tính đó các bạn, mà nó kẹp cái đôi dép tổ ong vô nách đó. Tôi thấy nó xuất hiện trên cái web gì mà cái gì mà tên tiếng Anh đó, cái gì mà quy cho ke quy cho si cái gì mà kiểu như nếu mà nếu theo như cái kinh nghiệm tiếng Anh của mình á, mình biết là chúng tôi chọn đó các bạn, cái web gì mà kiểu như đề cử thì tôi thấy cái bản mặt nó có chảnh đó mọi người. Đó, hiện tại là có rất là nhiều bạn đang giót giót nó chảnh, là giót giót là ủng hộ đó mọi người, cũng tin mọi người vô rút gầu dịch đó, bà con dịch thử có phải không đó. Thôi nhưng mà bây giờ xin bà con vài phút thôi nha, tầm khoảng 1-2 phút thôi, có gì bà con giót giót ủng hộ tôi một phiếu nha. Đây, cái giao diện này tôi đang để web đúng không? Tôi ấn vô kênh của Bành Thị Tổn Tẻn Tẹt Lon Phinh Đi Gaming TV NTT Tẹt Tẹt. Cái tôi thấy nó ở ghi vậy nè mọi người. Nó ghi vậy nè. Đang ngồi nhiều chuyện thả tim vào comment của bà con trên clip, tự nhiên thấy nhiều bạn kêu gọi giót 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 cho mình bên WeChoSi, WeChoCare, nói chung là chúng ta chọn gì đó các bạn. Thì nhiều chuyện mà. Lên Google tìm cái chơi từ lưa hộp dưa hết các bạn. Xong cái tự nhiên thấy Nguyễn Trọng Tính áo hồng mà nam tính dép tôm mà kẹp nách à, xuất hiện trong hạt mục game thủ sẹt cái à. Ủa lộn, làm cái dấu chéo cái phạt gamer của năm, thấy ghê không? Ăn hôi của năm thôi mà bây giờ qua tới gamer của năm luôn, thấy ghê không? Phải cái à. Nói chứ bà con nào mà yêu mến mình á, nếu có thể thì mong bà con hãy ủng hộ vote cho mình một phiếu tại WeChoCare nha, để mà có thể vote cho Nguyễn Đại Coi. Mấy ba má này comment gì vậy? Như vậy sao cười không vậy? Sao vậy bà con? Thì thằng áo hồng nam tính nó ghi sao tôi động vậy chứ đâu bà con, ngồi bển cười hoài luôn thiệt chứ nè. Nè cười nè, một thằng cười nè, hai thằng cười nè, ba thằng cười, trời cười tùm lum hết các bạn. Đọc tiếp nha. Đọc tiếp nha. Bước 1, truy cập wechoicare.vn. Bước 2, tìm hạng mục đời sống giới trẻ game thủ sẹn cái gamer của năm. Hoặc bà con có thể vô thẳng cái link này, ấn vô thử link coi. Đâu rồi, dưới đây nè các bạn. Đó. 1000+ bạn ta vote cho mình rồi nè, thấy không? Đó, chắc ngủ tới mai là cũng không lên được tới đây đâu các bạn. Ngủ năm sau luôn cũng chưa thấy lên nữa ha bà con ha. Nhưng mà chịu vote cho vui mọi người. Vote cho vui. Rồi tìm cái người mặc áo hồng có đôi dép tổ ong kẹp vô nách á. Mình chân thành cảm ơn tình cảm của bà con đã dành cho mình trong suốt thời qua, suốt thời gian qua nghe trái tim. Chấm các bạn. Rồi vậy được rồi các bạn. Thấy ghê không? Ghê không ghê gì? Giờ chuyện đó bỏ qua bên đi, nói sau nha bà con. Mình sẽ bào từ đây vô thẳng cái tới đàn của tụi nó, với điều kiện là tụi nó không về nha. Còn nếu tụi nó về mình đứt bụi thôi, chuyện đâu cắn. Gâu chua! Quay xe! Ra nè cậu ơi! Gâu! Gâu 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 gâu. Rồi mày no rồi tè ơi tè. Xong rồi tè ơi! Xong ơi! Rớt này đến từ vị trí của anh tè. Anh chưa kịp bảo phi dép luôn á bà con. Mà cái pha đó tôi thấy kiểu như là nó định quay lại nó ăn thua đủ tôi rồi đó bà con. Mà hên có con gấu béo nó ra đó, không là nó lụm tôi rồi, không là nó ra nó bảo phi dép là bây giờ cái bản mặt tôi xuất hiện tới đàn rồi đó bà con. Hên quá là có người đồng bọn hiểu ý các bạn, hên quá trời, hên quá trời. Thống sản thần trưởng hát xịt, ủa lộn hát xì, ủa lộn hát. Trời ơi đừng cuốn vậy nha, cuốn vậy là chết chùm đó. Rồi xong luôn, đi Mỹ luôn, thế một anh đi quả tiễn luôn, trời ơi địch bô kêu luôn, ta đôi đô phe mà đô đê mà đô phe, đô phe nó đẻ, nó đẻ, nó phe, nó phe, nó đẻ, nó phe, nó phe, nó thì thôi nhé luôn ha bà con ha. Cái gì tụi mày quánh đồng bọn tao hả? Ù mày lại sợ mày quá cứ ngay mà đậu xanh á, thiệt chứ trời, hay quá đâu ơi. Trời ơi có cốt thì trả thù giùm tôi rồi các bạn. Tôi nhìn cái màu này tôi thấy là giống như là nó bảo phi dép cho các bạn mặc tôi rồi. Y chóc luôn mọi người. Nói chứ bà con ơi, xem xong cái clip này nè, nếu như mà có thể ha, hoặc là bà con yêu mến yêu quý mình á, thì bà con ghé qua cái web WeChoiCare đó bà con vote ủng hộ mình phiếu nghe. Nếu như mà các bạn mà qua đó các bạn vote cho mình ủng hộ một phiếu á, thì mình nghĩ là các bạn mến mình lắm, các bạn mới chịu khó qua các bạn vote đó nha. Thì cho nên là nếu như các bạn vote cho mình một phiếu rồi á, thì mình hy vọng là các bạn tạt ngang về đây lại, các bạn comment cho mình biết là cái lý do gì mà các bạn yêu mến yêu quý mình, cũng như là cái điều gì của mình, hoặc là cái câu nói nào của mình trong cái clip mà khiến cho các bạn phải đăng ký kênh và xem clip của mình tới ngày hôm nay. Mình thực sự muốn biết lắm á các bạn. Không phải là mình giả bộ dụ các bạn comment để mình đọc đồ này nọ hay tăng tương tác, không phải đâu các bạn. Các bạn đừng nghĩ, các bạn đừng nghĩ vậy. Bắt công nó là thiệt đó các bạn. Ôi bắt công tội mình các bạn. Các bạn cứ comment đi nha,
Trời ơi, tôi biết với mấy năm rồi mà bà con cứ im lặng hoài. Comment cho biết nghe. Rồi, mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Với lại bà con ơi, bà con nào mà chưa đăng ký kênh á, coi đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha. Thôi tới vậy được rồi, mất công xin nút like, nút chia sẻ nó mệt lắm các bạn. Rồi, cảm ơn bà con nhiều nha. Mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Cái gì mà tập trung đông dữ vậy nè? Cha cha. Mạnh nào nấy chạy mấy đứa. Rồi xong rồi. Xong luôn rồi. Còn có mình anh xù à. Còn hy vọng các bạn. Còn nước còn tát. Bắn đi anh xù. Bắn đi đường ngay. Trời ơi, đây đích thị là môn phái gọi là thiết đầu công, là các bạn đậu tranh bay vô đưa đầu cho ta đập mà con. Các bạn ơi, đây là mua đầu mua hiệu mà mình sử dụng trên ngày hôm nay nha. Mua gọng nằm trong phần mô tả nha. Tối nay 8 giờ nhớ ghé qua ứng dụng Nono Live coi tôi quánh giải nha mọi người. ID là Funny Gaming TV nha, hoặc là 4858-1811 nha. Mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều vì hồi nãy giờ bà con đã dành thời gian quý báu của bà con ra để xem clip ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo. Bye bye. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Dồi shop của anh Tân Dồi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Mà nè, hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi chờ đón bà con á nha. Mua trả góp là xưa rồi. Còn bây giờ á, mua điện thoại tặng cái bịch.